Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay sau nhà mình đang kiểm kê quý và nhà mình đang kiểm ra những con camera thịnh hành này cũng như là hot và bán chạy nhất tại shop của nhà mình. Thì trên đây chính là top 8 camera ngụy trang, camera siêu nhỏ của nhà mình. Thì top 1 trên kia đó chính là những chiếc camera ngụy trang cúc áo. Đấy, ở trên đây thì có đầy đủ camera ngụy trang cúc áo F700S199. Và những cái dòng cúc áo như thế này ấy, ở đây sẽ có một con F400 Plus. Thì đối với con F400 này thì nó sẽ có quay hỗ trợ quay đêm và hai bên này sẽ là 6 tia hồng ngoại đen để có thể hỗ trợ quay ban đêm cực kỳ là sắc nét. Còn những cái con cúc áo khác như là những cái con cúc áo như thế này thì nó sẽ không có hỗ trợ quay đêm. Đó, những cái dòng cúc áo như thế này nhà mình đang bán chạy rất là nhiều, đang nằm trong top 1 thịnh hành của nhà mình. Đó. Và tiếp theo nữa thì ở bên top 2 này đang là những mẫu camera ngụy trang ổ cắm điện. Thì ở đây nhà mình đang đặt hai mẫu ổ cắm điện như là ổ cắm điện âm tường và ổ cắm điện dân dụng. Đó. Còn nói về những cái ổ cắm điện của nhà mình ấy thì nhà mình có đa dạng mẫu mã cho các bạn lựa chọn. Đó, nhà mình đang có rất là nhiều mẫu mã ổ cắm điện này cho các bạn lựa chọn, nhưng ở đây thì nhà mình đang để hai cái mẫu này cho các bạn thôi. Đấy, cho các bạn tham khảo những cái mẫu ổ điện của nhà mình. Đấy, kể cả ổ điện âm tường cũng có và ổ điện bình thường cũng có. Và khi các bạn sử dụng những cái con camera ổ điện này ấy, thì những cái rắc chân rắc như thế này thì các bạn vẫn có thể sử dụng điện như bình thường, các bạn vẫn có thể kết nối với nguồn điện. Các bạn cắm quạt, cắm sạc điện thoại hoặc cắm bất kỳ một thiết bị nào đó thì các bạn vẫn sử dụng điện bình thường nhé. Đó, và đây sẽ là top 2 của nhà mình. Đấy, những con ổ cắm điện này thì nhà mình đang bán rất chạy, rất là nhiều, nó phù hợp với tất cả mọi gia đình luôn. Đó, tại vì những cái con ổ điện này thì mọi nhà nào cũng sẽ có những con ổ điện như thế này. Các bạn có thể tham khảo về mẫu ổ điện này nhá. Và thứ top 3 của nhà mình ấy, đây chính là những cái ổ cắm điện đuôi đèn. Những cái con đuôi đèn. Đấy, những con đuôi đèn này thì không xa lạ nữa rồi. Tại vì những cái con đuôi đèn này là những con đuôi đèn quốc dân. Đấy, các bạn đi đâu cũng có thể bắt gặp nhiều nhà sử dụng những con đuôi đèn này để thắp sáng bằng điện. Thì những cái con đuôi đèn này của nhà mình ấy thì camera siêu nhỏ được nằm ở chính giữa này, đuôi đèn này. Đó, và cái đuôi đèn này thì các bạn vẫn sử dụng thắp điện sáng cho mình nhá, vẫn sử dụng kết nối về bóng vẫn sử dụng bóng và thắp sáng như bình thường. Ở đây thì nhà mình đang có hai dây cho các bạn. Đó là một cái dây bé hơn như thế này là dây cam và dây to như thế này là dây của đuôi đèn. Đấy, các bạn có thể kết nối chung một nguồn điện, cũng có thể là kết nối riêng. Đấy, đây là tùy các bạn nhá. Đó, đây trên đây là đuôi đèn của nhà mình đang có hai màu là màu trắng và màu đen. Đó. Cái con màu đen này thì nó sẽ kín hơn, nhưng mà những con màu trắng này thì đang phổ thông hơn. Tại vì các bạn sẽ bắt gặp được những cái con đuôi đèn màu trắng nhiều hơn. Đó. Và top 4 của nhà mình đây là những chiếc camera ngụy trang cục sạc điện thoại, cốc sạc điện thoại. Đó. Cốc sạc này thì các bạn kết nối với dây nào để sạc điện thoại cũng được. Đó. Hai con này thì nó sẽ khác nhau, như là một con to này thì sẽ là cái con hỗ trợ quay ban đêm, ở giữa chính giữa của nó sẽ là một chiếc camera này và hai bên này cũng sẽ là 6 tia hồng ngoại đen để có thể hỗ trợ quay ban đêm cực kỳ là sắc nét. Còn đối với cái dòng camera này cục bé hơn này thì camera sẽ nằm đây và ở đây nó sẽ có một cái túi ni lông, thì khi các bạn về thì các bạn có thể bóc cái ni lông này ra. Đó, và con này thì sẽ không hỗ trợ quay ban đêm. Đó, con này sẽ không hỗ trợ quay ban đêm và một con sẽ hỗ trợ quay ban đêm. Vì camera hỗ trợ quay ban đêm của nhà mình ấy thì đều sử dụng những cái tia hồng ngoại đen để có thể hỗ trợ quay ban đêm sắc nét, nhưng mà nó sẽ không phát ra ánh sáng như những cái dòng camera thông thường. Thông thường thì các bạn để ý thấy thì nó sẽ xuất hiện ra, các bạn sẽ nhìn thấy ánh điện, ánh sáng. Còn đối với dòng camera của nhà mình ấy thì nó sẽ không bao giờ phát ra ánh sáng nhá. Và ở đây sẽ là top 5 của nhà mình ấy, thì đây sẽ là một chiếc camera. Đấy, camera này sẽ các bạn sẽ có thể đặt ở bất kỳ đâu. Đấy, về thì các bạn sẽ bóc siêu này cho mình này. Đó, con camera này ấy, thì các bạn để bất kỳ đâu và đặc biệt thì con camera này sẽ không phát ra ánh sáng. Con camera này thì khác những cái dòng camera trên đây là con camera này thì các bạn chỉ việc quét mã và sử dụng thôi. Và đặc biệt thì con này sẽ sử dụng SIM.
Đấy, các bạn, con này sẽ chạy bằng sim nhá. Đó, ở đằng sau đít này thì nó sẽ có một cái chỗ để cho các bạn chân sạc này, một nút tắt bật này, một nút reset máy, và ở trên đây có một khay cắm sim và một khay cắm thẻ nhớ. Đó, và con này chỉ việc quét mã và sử dụng thôi nên là cực kỳ là tiện. À, cực kỳ là đơn giản cho những cái bác nào mà không biết không biết sử dụng điện thoại nhiều thì chỉ việc quét mã và sử dụng thôi. Đấy, đây chính là chiếc camera của nhà mình. Và top 6 ở đây thì nhà mình đang có những chiếc camera ngụy trang đồng hồ. Đấy, đồng hồ của nhà mình thì đang có hai mẫu cho các bạn lựa chọn, đó chính là một mẫu vuông như thế này và một mẫu tròn như thế này. Thì đây, một mẫu dài dài như thế này thì hai mẫu này thì các bạn để ở đâu cũng cảm thấy đẹp, cũng cảm thấy sang. Đấy, ngoài việc là có thể xem giờ, đấy, kết nối giờ thì chuẩn xác, thì hai chiếc camera này thì đều có thể hỗ trợ quay ban đêm, cả ngày cả đêm nhá. Đấy, ở dưới đây sẽ là những cái tia hồng ngoại đen này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở dưới đây là những cái tia hồng ngoại đen để có thể hỗ trợ quay ban đêm cực kỳ là sắc nét. Con này thì mắt cam nằm ở đây, và xung quanh cam này thì đều kết nối bằng đều là những cái tia hồng ngoại đen. Và ở đằng sau này thì các bạn sẽ lắp pin, và các bạn có thể sạc pin ở đây. Đó, lắp pin và các bạn mở cái camera này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái công tắc tắt bật, cũng như là chỗ để cho các bạn có thể cắm thẻ nhớ này, nút reset, cũng như là công tắc tắt bật như thế này. Đó, các bạn chỉ việc mở ra và hết pin thì các bạn lại sạc pin vào cho mình. Đấy, nhưng chiếc camera như thế này thì tiện lợi mà đẹp, mà các bạn có thể đặt ở bất kỳ nơi đâu. Đấy, các bạn có thể đặt cửa như cửa hàng, hoặc đặt là trên kệ ở nhà, hoặc là kệ ở phòng các bạn. Đó, ngoài mục đích là xem giờ thì cũng có thể là theo dõi và quan sát trong nhà cửa hoặc là cửa hàng của các bạn. Và top 7 ở đây thì nhà mình đang có một chiếc camera cục sạc dự phòng. Chiếc camera cục sạc dự phòng này thì nhà mình bán rất là nhiều rồi. Ngoài việc thì con camera này của nhà mình ấy, cục sạc dự phòng này của nhà mình ấy, thì đây, nó cũng sẽ có hỗ trợ quay ban đêm nhá. Đấy, hai bên này sẽ là 6 tia hồng ngoại đen để có thể hỗ trợ quay ban đêm. Góc của con này thì siêu siêu rộng luôn. Đó, con top 5 này thì góc cũng cực kỳ là rộng nhá. Đấy, hai con này thì đều góc rộng này, 360 độ này. Đó, thì hai bên này sẽ là 6 tia hồng ngoại đen rồi này. Đó, và ở chỗ này thì các bạn sẽ nó sẽ hỗ trợ sạc không dây. Các bạn có thể đặt vào đây, đặt điện thoại vào đây là nó sạc. Và ở đây thì là nó sẽ hỗ trợ sạc có dây. Đấy, ở đây sẽ là chỗ để cho các bạn cắm thẻ nhớ ở đây này. Đấy, cắm thẻ nhớ các bạn sẽ cắm vào chỗ này cho mình. Và chỗ này thì các bạn sạc pin cục sạc dự phòng này, và nút này là nút reset. Đây, nút này ấy, là cái nút mà cho các bạn có thể bật cái sạc không dây hoặc là tắt sạc không dây. Đó, và đặc biệt thì khi các bạn mua em này thì nhà mình đều có hai cái miếng che ở đằng hai bên này nhá, để che đi, nên là các bạn sẽ không sợ bị lộ đâu. Ở đây thì nhà mình sẽ đặt để nguyên như này để cho các bạn thấy kết cấu ở bên trong, cũng như là cho các bạn nhìn thấy này. Đó, đây sẽ là top 7 của nhà mình. Còn cuối cùng, top 8 của nhà mình thì top 8 của nhà mình ấy thì là những cái con điện thoại, camera điện thoại như thế này. Đấy, dòng camera điện thoại này ấy là những cái dòng camera được những cái tệp khách như là công an, nhà báo, luật sư, phóng viên, hoặc là những cái bác nào mà chơi bài, chơi trận lẻ thì sử dụng những cái con camera như này thì cực kỳ là nhiều. Đấy, những cái con camera này thì đối với dòng Etel 9210 này ấy, thì là dòng camera dùng sim này, nó sẽ tự động phát wifi. Còn đối với cái dòng Easy, dòng Mattel như thế này, Easy 10 Mattel như thế này thì các bạn phải bắt wifi thì các bạn mới có thể xem được từ xa. Đó, thì bây xong những cái con camera này ấy, thì bề ngoài của nó sẽ không có những cái chức năng như là quay phim, chụp ảnh, ghi hình, nên là các bạn cầm đi vào những cái nơi mà người ta không cho cầm những cái thiết bị có chức năng chụp ảnh, ghi hình thì cực kỳ là tiện, cực kỳ là hợp lý nhá. Thì camera nhà mình sẽ đổ ở trên đầu của chiếc điện thoại như thế này. Đó, các bạn muốn sử dụng thì các bạn cũng sẽ mở ra cho mình, các bạn sẽ mở cái nắp camera nắp điện thoại này ra cho mình, và
những cái con điện thoại này thì các bạn gắn sim của các bạn vào, các bạn vẫn sử dụng như bình thường cho mình, vẫn nghe gọi điện thoại như bình thường. Ở đây các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy một cái nút công tắc tắt bật ở đây đó, các bạn bật lên thì nó sẽ hiện ra cái đèn báo như thế này. Và cái đèn báo này thì các bạn có thể, tí nữa các bạn ấn vào app kết nối ở trên điện thoại, các bạn ấn vào app là các bạn có thể tắt đi, là các bạn sẽ không lo sợ bị lộ nhá. Đó thì các bạn không có thể sử dụng những cái em camera như thế này, đấy, cực kỳ là hợp lý. Các bạn có thể mang ra ngoài quay, cũng như là mang ra ngoài quay, mang đi đâu, bất kỳ đâu các bạn cầm như một chiếc điện thoại mà mình sử dụng như bình thường luôn đó. Và đặc biệt là khi các bạn mua hàng của nhà mình ấy, thì nhà mình đang có những cái chương trình ưu đãi cực kỳ là hời, tri ân khách hàng cho các bạn. Đó chính là khi các bạn mua hàng của nhà mình, các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ. Các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ 64GB để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Và thứ hai nữa là khi các bạn mua hàng của nhà mình, các bạn ủng hộ nhà mình ấy, thì nhà mình sẽ dành một phần khóa tri ân nữa. Đó chính là khi các bạn đặt hàng thì nhà mình sẽ free ship, nhà mình sẽ hỗ trợ ship cho các bạn. Đấy, nên là các bạn này hãy nhanh tay đặt hàng và ủng hộ nhà mình bằng cách ấn đăng ký kênh. Đó, và khi nhận hàng ấy thì các bạn sẽ nhận được thêm một cái phiếu thẻ bảo hành như thế này của nhà mình nhá. Đấy, cái thẻ bảo hành này để cho các bạn có trục trặc gì về chiếc camera. Đó, trục trặc gì về một chiếc camera thì các bạn có thể bảo hành. Nhà mình thì có bảo hành đổi mới trong vòng 1 năm và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa rồi này. Đó, và khi các bạn nhận hàng ấy thì các bạn sẽ được đồng kiểm với shipper, các bạn sẽ được bóc hàng, được thử hàng, hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả nhá, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn cứ hoàn trả hàng về cho bên mình mà không mất một đồng ship nào cả. Hàng bên mình thì có bao test, bao ship cho các bạn luôn. Đó. Và khi các bạn nhận hàng thì nhà mình sẽ gửi cho các bạn đó chính là một tờ hướng dẫn sử dụng camera siêu nhỏ như thế này. Đó. Tờ hướng dẫn sử dụng camera như thế này ấy, thì nó sẽ có đầy đủ cả hình ảnh, cả chữ tiếng Việt như thế này, cực kỳ là rõ ràng như thế này cho các bạn đọc và làm theo. Đó, nó sẽ đầy đủ như thế này cho các bạn. Và các bạn nào mà đọc mà không cảm thấy mà chưa có thể kết nối được, chưa có thể hiểu được ấy, thì các bạn có thể xem hết video này, cũng như là các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho nhà mình thì nhà mình hướng dẫn các bạn kết nối để sử dụng được nhá. Đấy, các bạn cứ yên tâm, hàng của nhà mình thì nhà mình sẽ chăm sóc các bạn đến khi nào các bạn sử dụng được thì thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối này. Nhà mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối camera trên app điện thoại nhé. Thì hầu như thì ở trên bất kỳ một cái video nào nhà mình giới thiệu sản phẩm thì nhà mình sẽ đều giới thiệu cho các bạn, đều hướng dẫn các bạn tải app trên điện thoại, cũng như là kết nối từ xa đấy, hoặc là sử dụng camera. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải app trên điện thoại này. Các bạn ấn mở điện thoại mình lên, ấn vào cửa hàng CH Play hoặc là App Store trên điện thoại này. Các bạn ấn vào mục tìm kiếm, nhập chữ Lookcam LOOKCAM để tải ứng dụng về cho mình. Đó. Thì khi các bạn ấn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng có màu xanh nước biển như thế này, có chữ Lookcam, thì các bạn sẽ ấn tải về cho mình. Chờ mình một chút, mình sẽ sạc điện thoại này vào. Đó, các bạn tải về cho mình thì ở đây thì nhà mình đang tải về rồi, còn bạn nào chưa tải thì các bạn sẽ tải về cho mình nhé. Và khi các bạn tải về xong rồi thì các bạn ấn thoát ra. Đó, thì ấn thoát ra thì ở đây nhà mình sẽ bật bất kỳ một con nào đó ạ, thì nhà mình sẽ bật một con camera top 6 này đi. Đó, top 6 này đấy, các bạn sẽ mở ra đằng sau, các bạn bật gạt nút này lên thì nó sẽ hiện ra cái đèn báo như thế này. Đèn báo như này là camera đã được bật và đã được hoạt động nhé. Đấy, khi camera đã được hoạt động ấy thì các bạn sẽ đóng nắp này lại. Đó, các bạn đóng nắp này lại cho mình và các bạn sẽ cứ yên tâm là tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái đèn ở đây, nó sẽ không bao giờ hiện lên nữa nhé. Đó, thì nhà mình sẽ để ở đây cho các bạn này. Đây sẽ là chiếc camera ngụy trang đồng hồ để bàn. Đó, thì khi các bạn đã bật camera lên rồi ấy,
Đó, các bạn đã làm theo mình rồi thì các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt của điện thoại này. Cài đặt của điện thoại này, ấn vào phần kết nối hoặc là phần wifi trên điện thoại của các bạn. Ấn vào phần wifi, các bạn sẽ chờ một cái tín hiệu của camera phát ra nhé. Đó, tín hiệu của camera phát ra thì đặc trưng của nó sẽ là một chữ cái in hoa đầu tiên. Tiếp theo sẽ là một dãy chữ số và một dãy chữ cái như thế này. Các bạn ấn kết nối cho mình này. Đó, ấn kết nối cho mình. Ấn kết nối cho mình. Đó. Và những cái dòng camera này của nhà mình ấy thì những con như kiểu là con top 1 này, top 2, top 3, top 4 cũng như là top 7, top 8 thì đều có góc quay là 150 độ. Hình ảnh của top 6, mình xin lỗi nhá, là top 1, top 2, top 3, top 4, top 6 và top 8 thì đều có góc quay là 150 độ. Hình ảnh của nó sẽ là full 4K. Nó sẽ có chức năng kết nối từ xa qua 3, 4G. Có chức năng cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động. Thu âm thì đầy đủ tiếng. Thu âm thì đầy đủ hình và tiếng cho các bạn. Đó, và kết nối được trên điện thoại, lưu trữ thì toàn bộ ở trong thẻ nhớ. Đó, khi các bạn vào thì các bạn sẽ giữ kết nối cho mình này, vì đây sẽ là tín hiệu của cam, nó không phải là tín hiệu của wifi. Nó sẽ hiện lên như thế thì các bạn vẫn giữ kết nối với cái wifi này cho mình này. Và khi đã kết nối xong rồi thì các bạn ấn thoát ra, các bạn vào app group cam là các bạn đã có thể xem trực tiếp. Đó, xem trực tiếp khi vào các bạn thấy giọng ken hoặc ok này thì các bạn cứ ấn ken, rồi các bạn sẽ ấn vào device online, các bạn ấn ken tiếp này. Đó, đây, đây sẽ là chất lượng hình ảnh này, cực kỳ là nét này các bạn thấy này. Như các bạn thấy thì đây sẽ là chất lượng hình ảnh của nó thì cực kỳ là nét này. Camera của nhà mình ấy thì có thể zoom được nha, zoom khá là xa cho các bạn để các bạn có thể soi bất kỳ một thứ gì đó cũng có thể soi chữ. Camera của nhà mình thì soi chữ thì đỉnh cao luôn. Đó. Thì đây sẽ là chiếc camera của nhà mình. Và đối với những cái dòng mà có hỗ trợ ban đêm thì ở trên đây sẽ có một cái phần như thế này, các bạn sẽ chọn vào đây thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ quay ban đêm, là quay ban đêm là trắng đen nhá. Đấy, chế độ quay ban đêm trắng đen, còn sang ngày thì các bạn sẽ lại bật lên cho mình này. Và các bạn muốn tắt cái đèn báo ở đây đi nhá. Các bạn muốn tắt cái đèn ở đỏ này đi thì các bạn sẽ ấn vào phần bóng đèn này thì phần thông báo bóng đèn này thì nó sẽ tự động tắt và nó sẽ không hiện lên nữa. Đó, trên đây thì có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Và đây sẽ là cái phần độ phân giải 4K, 2K, 1080 ở trên đây. Đây sẽ là hiển thị tình trạng pin cho các bạn có thể tiện theo dõi này. Và ở đây sẽ là phần loa nghe. Các bạn muốn nghe âm thanh to rõ ràng thì các bạn sẽ đi xa và các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên. Các bạn sẽ ấn vào đây thì âm thanh của nó cực kỳ là to. Đấy, ở đây thì mình đang đặt hai cái thiết bị này gần nhau nên nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh. Và khi các bạn nghe từ xa thì âm thanh to và rõ ràng. Ở đây sẽ là nút ghi âm trực tiếp, chụp ảnh trực tiếp, quay phim trực tiếp và chỉnh sửa hình ảnh góc ảnh ở hai cái mũi tên này nhá. Đấy, các bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh góc ảnh về đúng chỗ mà các bạn mong muốn. Đó. Thì ở trong đây những cái cơ bản là như thế. Còn các bạn nào ấy mà muốn kết nối từ xa, muốn quan sát từ xa thì những cái dòng camera của nhà mình ấy, thì những cái dòng camera như là dùng những dòng camera mà không dùng sim ấy thì phải có wifi. Đấy, như cái dòng top 5 này ấy, thì là con này thì dùng sim nên là sẽ không cần phải kết nối wifi. Các bạn chỉ cần quét mã cho mình là các bạn sử dụng thôi. Đó. Còn những cái con không dùng sim thì các bạn sẽ phải còn có wifi, các bạn phải để vào một nơi nào đó phải có wifi nhé, hoặc là các bạn đi vào nơi nào đó phải có wifi phát ra và các bạn sẽ bắt tín hiệu của camera cho các bạn phải bắt wifi cho cái camera của các bạn. Các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt bánh răng cài đặt như thế này, để mình sẽ hướng dẫn lại. Bánh răng cài đặt như thế này, các bạn sẽ ấn vào phần wifi setting ở đây, các bạn sẽ chọn wifi của nhà mình, rồi các bạn ấn vào, các bạn nhập mật khẩu cho mình. Đó, rồi khi đi xa thì điện thoại chính chủ của các bạn này, thiết bị điện thoại của các bạn cũng phải có mạng 3G, 4G hoặc wifi thì các bạn mới có thể xem được từ xa, kết nối từ xa. Đó, và ở cái phần photo này sẽ là cái phần mà các bạn chụp ảnh hoặc quay phim trực tiếp, nó sẽ hiện ở đây, phần cloud và chéo SD ở dưới đây. Và các bạn ấn vào SD file thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file mà camera quay được ở trong đây để cho các bạn có thể xem lại. Và đặc biệt thì con này của nhà mình cực kỳ là tiện lợi cho các bạn, đó là khi nó đầy
camera đầy bộ nhớ ấy, thì nó sẽ tự động đầy file cũ và lưu file mới, nó cứ tiếp diễn như thế, là các bạn sẽ không lo là camera là nó sẽ đầy mà các bạn quên chưa xóa thì nó sẽ không lưu nữa. Đấy, các bạn cứ yên tâm là nó sẽ tự động cho các bạn luôn. Đó, nên là các bạn cứ yên tâm và sử dụng thôi. Đó, hoặc là các bạn cũng có thể mua cho mình nhiều camera sử dụng cùng một lúc và xem trên một thiết bị điện thoại, thì các bạn sẽ ấn phần 4 ô vuông trên này, các bạn sẽ chọn mã wifi của nhà mình và mã wifi của cam, mã cam của các bạn vào đấy, là các bạn có thể xem được 4 camera trên cùng một thiết bị điện thoại. Đó, là các bạn cứ yên tâm. Và những cái dòng camera của nhà mình ấy thì đều có cách sử dụng là như thế, nó đơn giản như thế thôi và ai ai cũng có thể sử dụng được. Đó, thì nhà mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì trên đây cũng là những cái phần mà mình hướng dẫn các bạn cũng như là giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn nào mà quan tâm muốn tìm hiểu hoặc là muốn xem những dòng camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang của nhà mình thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395888345 để nhà mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Và sản phẩm của nhà mình ấy thì có bảo hành 1 năm lớp 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa, như lúc trên đầu mình có nói. Đấy, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp hai cơ sở của nhà mình thì các bạn có thể kiểm tra cũng như là tham khảo. Đó. Thì video của mình đến đây thôi. Bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình và nhớ ấn đăng ký kênh để nhà mình tặng những cái ưu đãi cực kỳ là hời cho các bạn. Và các bạn cũng có thể tham khảo những cái mẫu khác trên kênh của nhà mình. Các bạn có thể tham khảo những cái mẫu khác chi tiết ở trên kênh của nhà mình. Trên kênh của nhà mình thì đang khá là nhiều mẫu camera cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Rồi thì mình xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.